Namaste. Xin chào các bạn, mình là Hồng Hà, huấn luyện viên của Livan Sport. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn một bài tập sẽ giúp cho chúng ta có được làn da tươi trẻ và tràn đầy sức sống. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với tư thế đứng tam giác xoạc rộng. Các bạn tách rộng hai chân, mở rộng hai chân bằng 3 lần vai, hai lòng bàn chân song song với nhau và vuông góc với thảm. Rồi từ từ nào, hít vào, mở hai tay sang ngang, đẩy căng lồng ngực về phía trước. Thở ra, chúng ta từ từ vươn dài, gập sâu, kéo dài từ đáy thắt lưng. Hai tay nắm lấy hai cổ chân của mình. Tiếp tục hít vào thêm một hơi thật sâu, đẩy căng lồng ngực. Thở ra, chậm chậm gập sâu người xuống, thả rơi cổ, đỉnh đầu chúc sàn. Mở rộng hai bờ bả vai sang hai bên. Mắt của chúng ta nhìn ra sau, thả lỏng đầu cổ ở đây và hít thở điều hòa. Cố gắng giữ ở tư thế này từ 20 giây đến 1 phút. Các bạn sẽ cảm nhận được máu lưu thông lên não của mình, giúp chúng ta có một làn da hồng hào và khỏe mạnh. Hãy cùng giữ với Hà 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ nào, hít vào, mình nâng người lên một nửa. Thở ra chậm chậm, vươn người đứng thẳng dậy. Rồi khép hai chân của mình lại. Tư thế tiếp theo là tư thế tam giác vuông. Các bạn giữ nguyên hai chân rộng bằng 3 lần vai. Từ từ hít vào, mở hai tay sang ngang. Chậm chậm nào, xoay mũi chân trái hướng thẳng về phía trước. Rồi thở ra nào, gập gối chân trái của mình. Từ từ hạ lòng bàn tay trái, đặt bên ngoài chân trái. Tay phải sát tay, mắt nhìn hướng lên lòng bàn tay phải. Các bạn hãy cảm nhận toàn bộ một bên cơ thể của chúng ta được kéo giãn. Tư thế này sẽ giúp chúng ta giải tỏa căng thẳng và thư giãn. Hãy giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi chậm chậm nào, hít vào, từ từ nâng người lên, mở hai tay sang ngang, xoay mũi chân trái về phía trước. Thở ra, tiếp tục chúng ta mở mũi chân phải sang bên phải, từ từ gập gối chân phải vuông góc, nghiêng người sang phải, hạ lòng bàn tay phải xuống chạm sàn, tay trái sát tay, mắt nhìn lên tay. Từ từ hít vào, đứng thẳng người lên, mở hai tay sang ngang về giữa. Thở ra, hạ hai tay xuống, thu nhẹ hai chân của chúng ta về vị trí ban đầu. Tư thế tiếp theo, các bạn hãy ngồi giống như Hà, hai chân duỗi thẳng ở trên thảm, hai mũi chân hướng sát về đầu, ấn hai đầu gối của chúng ta xuống sàn. Từ từ mình gập nhẹ chân trái, ép sát lòng bàn chân trái vào đùi trong chân phải của mình, ấn đầu gối chân trái xuống sàn nhá. Nhẹ nhàng nào, hít vào, vươn hai tay lên cao, đẩy cao lồng ngực, mắt nhìn lên tay. Thở ra, chúng ta chậm chậm vươn dài người xuống, rồi nhẹ nhàng hạ hai khuỷu tay xuống chạm sàn, ép bụng vào đùi, ngực chạm đầu gối, trán chạm vào chân. Hãy giữ ở tư thế này ít nhất 20 giây đến 1 phút. Các bạn hãy cảm nhận toàn bộ vùng cơ gân kheo của chúng ta được kéo giãn và vùng cột sống của mình cũng được giãn dài. Đối với bạn nào đã tốt hơn rồi, chúng ta hạ được hai khuỷu tay xuống chạm sàn. Các bạn từ từ dùng hai tay nắm lấy gót chân, hít vào mình nhấc gót chân lên rời sàn, rồi hạ tràn chạm chân, đạp căng kheo chân và giữ ở đây 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ thở ra, hạ nhẹ nhàng gót chân của mình xuống. Tiếp tục hai tay sát tay, hít vào, vươn hai tay lên cao. Thở ra, hạ hai tay xuống sàn. Hãy tiếp tục làm như vậy với bên còn lại ạ. Nào, bây giờ Hà mời các bạn, chúng ta hãy quỳ lên hai đầu gối của mình. Rồi nhẹ nhàng hít vào, vươn hai tay lên cao. Mắt nhìn lên theo tay,
Thở ra từ từ, đưa tay ra sau nắm lấy gót chân phải, rồi xoay vai về phía trước, đưa tay trái ép sát tay, đẩy hông về phía trước, mở căng lồng ngực, mắt nhìn lòng bàn tay trái. Các bạn hãy làm hết khả năng của mình và giữ ở đây khoảng 5 nhịp thở hoặc 20 giây. 5 4 3 2 và 1. Rồi từ từ nâng người lên, hít vào vươn hai tay lên cao. Thở ra chúng ta đổi bên ạ. Từ từ đưa tay trái ra sau nắm gót chân trái, rồi tay phải ép sát tay, đẩy hông về phía trước, mở căng lồng ngực. Tư thế này sẽ giúp cho chúng ta làm trẻ hóa vùng cột sống của mình. Rồi từ từ nhẹ nhàng nâng người lên, hít vào vươn hai tay lên cao. Hơn lần này chúng ta thở ra nào, đưa cả hai tay ra sau, nắm lấy hai gót chân của mình, đẩy hông về phía trước, mở căng lồng ngực, thả rơi cổ, mắt nhìn ra sau. Hít thở đều 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1. Rồi nhẹ nhàng nào, dừng cơ bụng của mình. Hít vào, nâng người lên, tách nhẹ hai tay ra khỏi hai gót chân. Thở ra từ từ, hạ mông xuống, lên hai gót chân, đặt hai tay ra sau, nắm lấy hai gót chân của mình, nhẹ nhàng khép hai đầu gối lại. Hít vào, các bạn đẩy căng lồng ngực về phía trước. Thở ra từ từ, mình cuộn gù lưng lại nào, hạ đỉnh đầu xuống, chạm sàn gần với hai đầu gối của mình. Rồi từ từ hít vào, nâng hông lên cao. Tư thế này là tư thế con thỏ, giúp chúng ta trả lưng cho tư thế lạc đà. Hãy cảm nhận toàn bộ cột sống của chúng ta được cuộn lại, làm giãn các đốt sống cổ. Hãy giữ ở tư thế này từ 20 giây đến 1 phút. Rồi chậm chậm nào, hít vào ngồi thẳng dậy, nâng đầu lên rời sàn. Thở ra tách nhẹ hai tay. Tiếp theo Hà xin giới thiệu với các bạn chuỗi hai tư thế. Tư thế đứng trên vai và tư thế cái cầy. Tư thế đứng trên vai là tư thế hoàng hậu của các tư thế yoga, mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Nào, bây giờ các bạn hãy nằm ngửa trên thảm giống như Hà. Hai chân chúng ta co lên và tách rộng bằng hông. Rồi, từ từ nào, chúng ta sẽ dùng cơ bụng để đẩy hông của mình lên. Từ từ hít vào ạ, chúng ta sẽ bật hông lên giống như Hà nhá. Nào, hai tay đỡ lấy lưng của mình, đạp căng hai chân của mình hướng thẳng lên trần. Chúng ta cần phải siết cơ bụng và cơ đùi lại. Đây là tư thế đứng trên vai. Hãy giữ chắc ở đây ít nhất 20 giây đến 1 phút nha các bạn. Để máu sẽ lưu thông lên não của mình, giúp chúng ta có một làn da hồng hào và tươi sáng. Rồi, tiếp tục, từ tư thế đứng trên vai, chúng ta gập nhẹ hai đầu gối của mình hướng dần về trán của mình. Sau đó từ từ nào, đạp thẳng chân, đưa hai chân ra sau, rồi ký các ngón chân xuống sàn. Hít thở điều hòa, mắt hãy nhìn về bụng của mình, đạp căng hai chân, hai tay ở dưới thảm chúng ta tách nhẹ ra, đan tay lại. Và giữ ở đây, hít thở đều. Cũng giống như tư thế đứng trên vai, chúng ta có thể giữ tư thế này từ 20 giây đến 1 phút. Nếu các bạn cảm thấy thoải mái, tùy theo khả năng của mình. Rồi từ từ nhẹ nhàng nào, hãy thoát thế bằng cách đưa hai tay đỡ lấy lưng của mình, rồi nhẹ nhàng gập hai gối đi gần về đầu, khép chân lại, từ từ hai tay đỡ dần về hông của mình, hạ từng đốt sống lưng của mình xuống sàn. Rồi về tư thế nằm ngửa như ban đầu ạ. Tiếp theo sẽ là chuỗi hai tư thế nằm sấp, là tư thế châu chấu và tư thế cánh cung. Mời các bạn nằm sấp xuống thẳng giống như Hà. Chúng ta để hai chân khép sát nhé. Rồi từ từ vươn thẳng hai tay về phía trước, hai tay qua đầu, hạ ngực xuống chạm sàn. Nhẹ nhàng co chân phải của mình lên, đưa tay trái ra sau nắm lấy cổ chân phải. Rồi từ từ hít vào, nâng ngực nâng chân lên rời sàn.
thở ra, từ từ hạ nhẹ chân và trán xuống chạm sàn. Chúng ta hãy làm như thế này liên tục 6 lần nha các bạn. Rồi tiếp tục lần thứ hai, lần này chúng ta cùng nhau giữ với Hà 5 nhịp thở nhé. Rồi chậm chậm nào, hít vào, nâng ngực, nâng chân lên rời sàn, cố gắng siết cơ đùi lại, đẩy cao lồng ngực của mình lên. Giữ ở đây, hít thở 5 nhịp thở. 5 4 3 2 và 1, thở ra, chậm chậm hạ chân xuống, thả tay ra khỏi chân, đưa tay về phía trước. Các bạn làm tương tự như vậy với bên chân còn lại. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thực hiện tư thế cây cung. Co hai chân của mình lên, đưa hai tay ra sau, nắm hai cổ chân. Chúng ta cố gắng này, khép hai gối của mình lại một chút, gần như là ngón chân cái của chúng ta sẽ chạm vào nhau. Rồi từ từ hạ trán, chóp mũi chạm thảm. Hít vào, các bạn nâng ngực, nâng chân lên rời sàn, cố gắng cao, kéo cao chân lên, dùng lực ở chân để kéo căng hai cánh tay của mình ra sau, đẩy hết ngực về phía trước. Thở ra, từ từ hạ trán, chóp mũi chạm thảm. Các bạn hãy làm tương tự như vậy ít nhất 6 lần ạ. Tiếp theo một lần nữa, hãy cùng giữ với Hà 5 nhịp thở. Nào, hít vào, nâng ngực, nâng chân lên rời sàn, giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1, rồi hãy bập bềnh cơ bụng của mình lên xuống, massage toàn bộ vùng da bụng và các cơ quan nội tạng. 1 2 3 4 5, rồi chậm chậm thở ra, tách tay ra khỏi chân, mở hai tay sang ngang, mắt nhìn sang trái. Các bạn hãy thả lỏng một chút ở tư thế này. Tư thế cuối cùng mà mình muốn giới thiệu với các bạn là tư thế bánh xe, là một tư thế vô cùng quan trọng. Nó có tác động lên toàn bộ 7 luân xa trên cơ thể của chúng ta. Đồng thời tư thế bánh xe còn giúp chúng ta kéo giãn toàn bộ một mặt của cơ thể. Sau khi thực hiện tư thế bánh xe, các bạn hãy nhớ trả lưng bằng tư thế cái cầy mà mình vừa giới thiệu ở trên nhé. Nào, chúng mình cùng tập luyện nào. Hãy xoay người nằm ngửa ở trên thảm. Chúng ta từ từ đặt lưng nằm xuống. Rồi co hai chân lên, tách rộng bằng hông. Đưa hai tay ra sau tai, ngón tay hướng về vai của mình. Cố gắng lại ấn toàn bộ hai lòng bàn tay của chúng ta xuống sàn. Rồi từ từ chúng ta nào, hít vào, từ từ nâng hông lên, rồi đồng thời đẩy thẳng hai cánh tay của mình lên. Rồi, ở đây các bạn có thể giữ ở tư thế này từ 20 giây đến 1 phút. Bạn nào mà khỏe tay và vai lưng đã tốt hơn rồi, chúng ta cố gắng này, đẩy thẳng hai đầu gối của mình, đưa ngực của chúng ta về phía trước. Rồi thở ra, làm liên tục như vậy 3 lần. Hít vào đẩy căng, thở ra, hít vào, thở ra. Rồi chậm chậm nào, gập nhẹ hai khuỷu tay, hạ dần toàn bộ vùng lưng của mình xuống sàn về tư thế ban đầu. Vậy là Hà vừa giới thiệu với các bạn một số các động tác giúp chúng ta có một làn da sáng bừng sức sống. Một làn da tươi trẻ và mịn màng đến từ một cơ thể khỏe mạnh nhờ luyện tập yoga. Các bạn hãy nhớ luyện tập thường xuyên để cho cơ thể được dẻo dai và linh hoạt hơn. Và nhớ hãy lựa chọn cho mình một bộ trang phục phù hợp trong luyện tập các bạn nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và khỏe mạnh với yoga. Hẹn gặp lại các bạn trong các chuyên đề sau. Namaste!